Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 12 năm 2023 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán thu chi ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024. Ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu nhận định, trong tháng 12 năm 2023, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Đáng chú ý, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 3,09%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên 4,83% so với tháng trước. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chăm lo sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được tiếp tục giữ vững ổn định. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán thu chi ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc với những chỉ tiêu cụ thể như tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 6,5%, GRDP bình quân đầu người đạt 83,7 triệu đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 780 triệu đô la Mỹ, tổng vốn huy động phát triển toàn xã hội đạt 19.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 5.947 tỷ đồng và vốn đầu tư công hơn 3.750 tỷ đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương, các sở ngành trong việc triển khai thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023 và khẳng định nhiệm vụ trong năm 2024 rất quan trọng và dự báo có nhiều khó khăn. Vì vậy, ngay từ đầu năm, các địa phương, các sở ngành cần sớm triển khai, tập trung thực hiện với những giải pháp cụ thể gắn với nhiệm vụ chức trách của địa phương, sở ngành. Trong đó cần chú trọng việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chủ động phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, thực hiện tốt các chương trình phục hồi kinh tế xã hội, quan tâm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tôi cũng muốn là các đồng chí quan tâm đến cụm từ với 8 chữ để chúng ta triển khai trong kế hoạch thì lúc nào chúng ta không thấy. Thứ nhất là phải trách nhiệm. Trách nhiệm là trách nhiệm ở đây người đứng đầu. Trách nhiệm của từng cán bộ công chức, từng lĩnh vực một. Cái thứ hai là phải đoàn kết. Đoàn kết ở đây chúng tôi mong muốn là các đồng chí đoàn kết ở đây là theo tinh thần rộng, là cái sự phối hợp tốt trong giải quyết, trong tham mưu vì công chuyện chung. Thứ ba đó là với hai chữ nữa là quyết tâm. Phải có sự quyết tâm cao. Cái cuối cùng là cái cụm từ hiệu quả. Thì với 8 cái chữ đó thì mong rằng năm 2024 này các ông chỉ quan tâm để đưa vào cái chương trình chung để triển khai thực hiện. Thì sau hội nghị này thì Ủy ban dân tỉnh cũng yêu cầu các ngành, các cấp chúng ta phải chủ động để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phù hợp với tình hình của đơn vị mình, của địa phương mình và phấn đấu để hoàn thành vượt các cái chỉ tiêu được giao ở mức cao nhất. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã phát động phong trào thi đua các địa phương, các sở ngành, đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự toán thu chi ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.